Thưa bà con, vụ thu hoạch điều năm 2017-2018, nhiều nơi ở tỉnh Bình Phước bà con mất mùa do thời tiết bất thuận, thậm chí nhiều vườn thu chưa tới 1 tấn 1 hecta. Tuy nhiên, một vài nông dân ở xã Bom Bo, huyện Bù Đăng vẫn có thể thu từ 2,5 tấn 1 hecta và hạt điều thu được đạt chất lượng cao. Và điều này có được kể từ khi bà con nông dân tại đây trồng cây điều truy xuất nguồn gốc. Mô hình này như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua phóng sự ngay sau đây. từng cây điều đã được nông dân đánh số thứ tự. Đây là sự thay đổi lớn nhất trong 20 năm canh tác của ông Nông Văn Cường. Phương pháp này giúp ông quản lý vườn một cách khoa học bài bản, nhờ vậy mới có được những biện pháp chăm sóc tốt mang lại hiệu quả cao. Năm ngoái thì so như ở đây thì cái vườn này thì vẫn cứ được mỗi một HA là 2 tấn rưỡi. Nhưng mà có những cái hộ mà người ta không chăm sóc, người ta không phun xịt được đều đó, thì đến giờ này thì có khi chưa được lấy một mẫu một tạ như vườn này thì một mẫu là khoảng độ 2 tạ 3 tạ theo ông Cường, đây cũng là yêu cầu bắt buộc khi tham gia mô hình truy xuất nguồn gốc mà ông và các thành viên của Hợp tác xã Thành Phát phải tuân thủ. Tất cả quá trình sản xuất như bốn phân, tỉa cành, tạo tán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đều phải ghi lại, để sau này khách hàng có thể truy xuất ngược lại nơi canh tác xem chúng có được sản xuất một cách minh mạch rõ ràng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Như trước kia thì nói chung là mình không nằm, không làm cái truy xuất nguồn gốc á, thì mình xài ba cái thuốc cấm danh mục nhà nước cấm thì vẫn cứ xài. Từ đó bây giờ là anh em bà con ở đây là không có xài những thứ đó nữa. Chẳng hạn như là thuốc bệnh mà cái gốc thành phần gốc zin không xài này, rồi thuốc có cháy không xài nè làm điều tra sức nguồn gốc thì họ phải tuân thủ quy trình hướng dẫn của kỹ thuật do hợp tác xã đưa ra tôi thí dụ như bây giờ người ta khuyến cáo một cái chai thuốc đó người ta sử dụng cho bốn phi thì anh phải sử dụng bốn phi chứ không thể sử dụng ba phi bởi vì nếu chúng ta như thế thì nó vượt cái ngưỡng cho phép nó dẫn đến cái nguy cơ là các cái vi sinh vật gây hại cho cây trồng nó sẽ lờn thuốc khi sản xuất theo hướng truy xuất nguồn gốc, hạt điều của họ được công ty thu mua với giá ổn định từ 35.000 đến 40.000 đồng một ký. Với những hộ sản xuất có tỷ lệ hạt điều vào nhân cao ít hạt lép sẽ được cộng thêm một khoản tiền theo quy định của đơn vị thu mua. Điều tôi đẹp, bây giờ tôi phơi ra thì một ký của tôi bây giờ cắt nó phải được khoảng độ 3 lạng nhân điều thành phẩm. Thế thì từ đó thì nó sẽ được tính giá là khoảng 52 ngàn trên một kg điều khô nếu như mà tôi bán đi thì tôi bán một ký điều tươi mà điều của tôi mà tốt như thế thì rất là thiệt thòi cho nên tôi phải phơi lại hơn để bên ngoài đó thì trước mắt là hơn được hai cái cái thứ nhất là cái sản phẩm của chúng ta được các công ty ký hợp đồng với một cái hết sản lượng mà mình mình có cái thứ hai là giá cả ổn định ở tại thời điểm ký hợp đồng theo Hợp tác xã Thành Phát, hiện nay mô hình trồng điều có truy xuất nguồn gốc được hơn 150 thành viên áp dụng trên diện tích 405 hecta. Sản xuất điều theo hướng này chưa phải là điểm dừng của họ vì mục tiêu của bà con nơi đây là tiến tới canh tác cây điều đặt chứng nhận hữu cơ mà truy xuất nguồn gốc chính là bước đi đầu tiên. Ở đây là xài phân chuồng nhiều hơn những cái năm trước rồi. Những năm trước hầu như là toàn xài phân hóa học. Còn như hai năm nay là xài phân bò giảm được khoảng 30% phân hóa học. Trước đây đó, thì khi mà chúng tôi chưa có làm cái bắt đầu làm điều được sức nguồn gốc thì người nông dân canh tác là chủ yếu là người ta không quan tâm gì đến vườn rẫy là nhiều bởi vì một khi có cái vấn đề gì đó là họ dùng hóa học họ can thiệp là nó xuống ngay nhưng bây giờ chuyển sang hướng hữu cơ thì như tôi đã nói là cái hướng hữu cơ là cơ bản là chúng ta phòng và trị khi bệnh mới bắt đầu hoặc dịch bệnh hoặc sâu hại mới bắt đầu phá hoại thì chúng ta xử lý nó mới có hiệu quả cho nên thì sau khi chuyển sang hướng hữu cơ thì làm cho mọi thành viên trong hợp tác xã họ quan tâm đến cái vườn gãy họ nhiều hơn. Ngoài hợp tác xã Thành Phát, tỉnh Bình Phước còn có thêm 3 hợp tác xã nữa đang sản xuất cây điều có truy xuất nguồn gốc. Thậm chí có hợp tác xã đã đạt chứng nhận organic. Đây được xem là hướng phát triển cây điều bền vững của tỉnh Bình Phước nói riêng và các tỉnh trồng điều trên cả nước nói chung.